Hôm nay thì tôi xin được mở đầu chào quý thính giả trong và ngoài nước. Người ta bảo thằng Lập nó điên. Tôi xin đưa ra một mệnh đề. Thằng tỉnh nó giả say được đúng không? Đây là chai bia Modelo của thằng khôn, nó giả ngu được. Thằng tỉnh nó giả điên, giả say được. Thằng mạnh nó giả yếu được. Thằng giàu nó giả nghèo được. Thế có bao giờ quý vị làm ngược lại đã không? Cho nên quý vị bảo tôi điên đúng. Kính thưa quý thính giả trong và ngoài nước, để bổ túc thêm và cũng sẽ là hẹn quý vị trong cái chương trình kế tiếp, là người ta bảo là bây giờ bên Việt Nam nó sa đọa quá. Hoa hậu Ý Nhi là nói bậy nói bạ, gái tràn lan tại Việt Nam, thì tôi xin dẫn chứng cụ thể ngay tại Lý Đồ Sộ. Trước trung tâm công giáo của Đài Thánh Tử Đạo Việt Nam là một quán cà phê cởi chuồng 100% hôm nay này. Tồn tại. Không có, có 15 giáo phận công giáo ở đây, người Việt Nam, Bắc Kỳ di cư, chống cộng số 1 ở đây. Tôi hôm nay đầu tiên lên tiếng. Nếu mà cái đó ở Việt Nam, ở Hồ Nai, ở Gia Kiệm, ở Xóm Mới mà làm như vậy đó, giáo dân nó có để yên không? Chính phủ Cộng sản Việt Nam nó có để yên không? Thế tất cả các quán cà phê ở đây nó cởi chuồng 100% quanh Lý Đô Sài Gòn, ngay cả tượng của ông Thánh Trần Hưng Đạo, bốn quán cà phê cởi chuồng. Bây giờ tại sao mà còn lại có một? Tại vì nó bắn nhau quá, nó chết mẹ hết, nó sợ quá, nó đóng lại hết. Năm 1993 tôi đến Hoa Kỳ, tôi làm lớp giáo lý 9 năm, cha giám đốc của nhà thờ Ô Liu, nhà thờ đông người Việt Nam nhất. Cha bảo thế này, bây giờ có ai đi với tôi để mà ra cái chỗ mà nó sẽ mở quán bia kế bên nhà thờ Westminster đó, mà hôm nay nó trở thành cái quán uống bia mở cửa đến 4-5 giờ sáng của người Việt Nam, tên là Library, tức là thư viện. Nó cởi chuồng 100% và nó nhảy múa 100%, và tất cả những người con gái mà đến nó nhảy là Việt Nam 100% luôn. Như vậy Đảng Cộng sản Việt Nam nó xúi chúng mày à? Và chúng mày bắn nhau chết hết rồi, bây giờ tự nhiên là tụi bay đóng cửa, chứ có Cộng sản Việt Nam nào nó cấm chúng mày không có quyền tự do mở cà phê cởi chuồng đâu. Lý Đô Sài Gòn là đại diện cho Sài Gòn. Hôm nay đó tôi cũng chỉ nói về một cái đề tài mà xưa nay người ta không chịu đi sâu vào, cho nên cái câu mà người ta bảo là thấy nhưng mà có hiểu, ở đây nó có hai động từ, thấy và hiểu. Thấy là to see, hiểu là to understand. Thì hôm nay tôi phải nói là tôi cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Tôi cảm ơn một anh gọi là anh Sáu. Anh nói với một độc giả là ông Lập ông chích đúng đó. Vì thường thường đó, mình mà lên diễn đàn mình phải không phải làm dâu trăm họ đâu, 1 triệu họ. Tôi nói cái này anh Sáu anh sẽ biết lên à. Một người cố vấn thì phải thông minh hơn một người được cố vấn hay bị cố vấn. Advisor và to be advised. Khác nhau chứ. Không có bao giờ có một thằng nó cố vấn mà nó lại ngu hơn cái thằng mà bị cố vấn đâu. Cho nên
ông Kissinger đó và ông Tổng thống Mỹ, ông mời Mosdayan tới Việt Nam thì hỏi là bây giờ muốn chiến thắng Cộng sản Việt Nam làm thế nào, thì ông tướng Độc Nhãn Mosdayan ông bảo thế này: ném Việt Nam Cộng Hòa vào tay Cộng sản đi, rồi sau đó sẽ thắng hết. Cho Việt Cộng thắng trước. Tướng mà chỉ có đánh có 6-7 triệu dân Do Thái mà nó đánh với 1 tỷ dân của Ai Cập, Iraq, Iran, Lebanon. Nó đánh có 7 ngày, nó bắt 500.000 quân trong vòng mấy ngày. Nó giỏi hay dở? Mà nó cố vấn như vậy, nó cố vấn đúng không? Đúng. Tại giờ tất cả sinh viên Việt Nam là đến đi du học Mỹ hết. Việt Nam Cộng Hòa thua và lọt vào tay Cộng sản thì bây giờ cả các cháu nó đều học trường International và nó giỏi tiếng Anh hơn bác Lập. Đúng rồi. To predict, prediction tức là phải nhìn thấy trước. Tôi nhìn thấy trước hay sau bọn này nó sẽ làm tượng đài tiếp. Nó làm tượng đài ông Trần Hưng Đạo ngay trước. Kế bên Phúc Lộc Thọ, đằng sau cà phê Croissant Lore. Nó làm ông nó làm tượng đài đầu tiên đó. Nó giống như một ông tàu chợ lớn đang đi lùm ve chai. Cái tay chỉ xuống đường, chỉ xuống sông Bạch Đằng, tròn ủng ục mà lùn có thước mốt. Tôi lại phải lên đài tôi chửi chúng nó. Sau 2 năm nó sửa lại tượng ông Trần Đạo mới. Còn tượng Quang Trung đường đường Euclid nằm giữa Westminster và Hazard đó. Hazard. Tượng ông Quang Trung bây giờ chung quanh nó là 4 quán cà phê cởi chuồng 100%, mà kế bây giờ cái bảng nó còn có tiệm cà phê áo dài cởi chuồng 100%. Tại bây giờ cả những người mà họ đang dạy tại Đại học Cambridge hay tại Đại học Harvard, Harvard của nước Mỹ hay là Sancier hay là Sorbonne của Pháp, họ biết đầy tiếng Việt Nam, họ nói tiếng Việt Nam luôn. Cho nên khi ra đón tôi tại phi trường Tân Sơn Nhất khi tôi về Việt Nam lần đầu tiên 2014, thì cái ông trung tướng mà ông đi sát lại trong cái cửa phi cơ có mình tôi là bước xuống đầu tiên thôi. Tại vì về Tân Sơn Nhất mà. Ông bảo anh Lập đưa cái passport với lại đưa đưa đi cho tôi. Thế là ông dẫn tôi mà ông còn bảo tôi là anh đừng lo không có mất gì đâu. Đi xuống tôi lại trông thấy hai ông trung tá đẩy cái xe đầy đủ vali của tôi, 3-4 cái vali xuống đó. Tôi bảo bác là bác đừng lo. Ê, thưa quý vị, cái sự trân trọng của người ta, nhưng mà không có phải là mình nói đùa đâu. Sau này cái ông trung tướng công an của Bộ Ngoại giao đó, ông chửi tôi một trận nặng lắm. Nói chửi ở đây nó đúng rồi, nó không chắc. Bảo anh Lập, anh là người vô tâm lắm. Tôi là tình báo của Việt Cộng nên là tôi nói thẳng cái mặt anh luôn. Tôi ngồi ở cà phê Croissant Lure sát bên Phúc Lộc Thọ, đằng sau tượng đài của Trần Hưng Đạo. 30 năm tôi không nói một câu. Mà tôi biết, anh biết tôi mà tôi biết anh, là tôi chưa bao giờ nói chuyện này. Thế quý vị, ở đây người ta chỉ khoái là đeo cái đồng hồ radio hay là đồng hồ long zin ngồi đó nói chuyện
sổ tiếng Tây tiếng Pháp ở cà phê Croissant Doré, cà phê Factory này nọ này mà nói cái tôi của mình đó. Quý vị tưởng tượng một ông mà làm tình báo của Việt Cộng 30 năm mà không nói một câu nào thì quý vị thấy là người ta giỏi hay là người ta dở? Tức là phải nói nè, ông làm tình báo của Việt Cộng một kinh khủng lắm, nó không phải giống như Hoàng Xuân Lạnh quý vị nghe từ thời xưa không. Thì trước khi ông này ông ấy nghỉ, ông nghỉ hưu về, ông làm tôi một trận, ông bảo cậu cậu nhớ lúc mà Thứ trưởng Thanh Sơn bảo cậu đến một mình, cậu vác luôn cả một con bé thật đẹp là con Liễu lên ngồi sát cái bàn của cậu. Thì tôi là cái người mà để cái gói thuốc 3 số 5 cậu hút mẹ nó của tôi luôn cả 2 gói luôn. Cậu có nhớ không? Mình tập trung vào công việc mình đâu có chú ý chuyện đó. Sao ông bảo đây này, tôi nói cho cậu nghe luôn nè. Ông tổng trưởng đại diện cho tổng trưởng của Bộ Quốc phòng Việt Nam và tổng trưởng quốc phòng của Mỹ ngồi nói chuyện với anh 4 tiếng đồng hồ sau khi Thứ trưởng Thanh Sơn làm việc với anh xong rồi phái đoàn đi về, thì tôi là người phải ngồi đó căng cho anh nói chuyện 4 tiếng đồng hồ. Thì anh thấy chúng tôi giữ an ninh tất cả mọi thứ cho anh là không còn hơn VIP nữa. Mà hôm nay tôi gọi điện thoại tôi bảo hôm nay tôi về đó nha ông Lập nhé, rồi có họ ông Hồ Xuân Phong ông sẽ đến ông về đó. Ông đến nói chuyện với anh. Mà quý vị thấy khi mà người ta làm, khi người ta chú tâm mà làm việc. Bây giờ tôi phải xin lỗi nè. Ông Hồ Xuân Phong ông ngồi nói chuyện với tôi 6 tiếng đồng hồ không có một ly nước, ngồi ngay trước cửa cái phòng đằng trước cái cửa sổ tôi nhìn ra ngoài. Vợ tôi bà ghét chính trị lắm. Cho nên ông muốn tiếp với ông đại đội trưởng dạy ông đầu tiên trong trường bộ binh Thủ Đức cũng ngồi ngoài gara kệ. Không quan tâm. Thì bây giờ tôi hỏi thật quý vị. Bây giờ cháu tôi phải xin lỗi thằng bé Bảo Trâm này nữa. Nó quay phim cho ông Đại tá Thăng, Đại tá Phúc rồi số anh em người ta đón tôi. Mấy năm sau này tôi nói chuyện với Minh Tiến Thăng Long TV, sau này tôi mới nói chuyện với thằng bé này. Nó bảo bác Lập vô tình. Con là người quay phim con đưa lên trang mạng với Đại tá Thăng, Đại tá Phúc đón bố ở phi trường Tân Sơn Nhất, đưa về nhà của bố. Con là thằng quay phim, bố cũng không nhớ. Trời, bây giờ quý vị buộc tội tôi thế này thì sao tôi sống được? Thế tôi, quý vị có cảm thông với tôi không? Cái con bé con mà nó ra nó ôm tôi, Bảo Trâm nó quay lên đó. Hai chị em nó, một đứa học tại Cambridge, một đứa học tại Oxford tại Mỹ. Nó về nó bảo bố nó là cái ông thầy mà dạy nó tại ở Cambridge bên Anh á, và ông thầy nó dạy ở bên Mỹ, hai ông nói tiếng Việt Nam được. Ông bảo cái thằng thiếu úy Nguyễn Ngọc Lập đó, nó nói 1 phút mà trong đó có hàng trăm chi tiết nữa, quý vị về đọc đi, mà ông nói bằng tiếng Việt Nam tại Cambridge và Oxford. Nó về nó báo với lại ông bố nó là chủ thằng Đạt. Bố coi đi. Mà cái thằng bạn, thằng Đạt chủ làm bình xăng con, nó cũng im lặng, nó không nói gì hết. Mà chính cháu Bảo Trâm là nó quay phim tôi với thằng Bảo. Mấy đứa cháu về nó bảo thằng Lập về Việt Nam ôm gái. Lên xe xong thì chủ thằng Đạt nó làm cho hai đứa con nó ngạc nhiên, nó bảo đấy, hai con bảo là bố coi cái ông video Nguyễn Ngọc Lập đấy, thì đây là bác Lập làm trong thằng Đạt từ năm 1985 đến 93 bác Lập đi Mỹ, thì hai đứa tụi mày bé xíu mà ba bảo tất cả công nhân ngồi nghe bác Lập nói đứa nào nghe đâu. Rồi chính Đàm Văn Tuấn là tiến sĩ
của quốc gia hành chính và giám đốc của ngân hàng ACB, tức là Asia Commercial Bank, dạy luôn cả triết học Phật giáo, dạy tiếng Anh cho con, cũng là bác Lập giới thiệu tới đây. Tụi mày mới có cái tiếng Anh mà giỏi đến như thế này. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đừng tưởng là chúng ta nói tiếng Việt Nam ở đây người Mỹ nó không nghe, quý vị lầm. Thiếu tá Đặng Trần Vũ lái xe cho tôi hàng đêm trên các đài phát thanh về TV ông dặn tôi thế này: Lập, mày phải cẩn thận, vì những lời nói của mày trên đài truyền hình TV radio ngày hôm nay nó sẽ đi qua 13 cái lưới lọc, từ ở cảnh sát Westminster này đi lên tới Pentagon rồi đi lên trên, 13 trạm như vậy. Một người mà đậu CPA qua Mỹ sau 10 năm, quý vị thấy khủng khiếp không? Sao đậu được? Ông cảnh dặn mình như vậy. Rồi ông còn nói một câu thế này: Lập, mày chống cộng giả thôi rồi mày thu tiền lo cho anh em thương binh, tao biết hết. Nhưng mày chống cộng thật, Việt Mỹ nó giết mày. Thì thưa quý vị, tính của tôi đó là nói chuyện nó phải có đầu có đuôi. Hôm qua tôi cũng nói, tôi cũng xin cảm ơn anh Sáu là đã viết lên đầy đủ cái lời trích dẫn của Tổng thống John Kennedy, là đừng có hỏi Tổ quốc làm cho gì cho mình, mà phải làm mình làm gì cho Tổ quốc. Cái đó ai mà đi học bình thường bên Mỹ mà không biết của John Kennedy. Nhưng quý vị phê bình chúng tôi là quý vị giúp chúng tôi, vì viên đá mài với con dao á, cái con dao mà nó bén là nhờ viên đá mài. Chúng tôi cảm ơn quý vị. Nhưng mà nói hoài như vậy nó mất cái thì giờ nói chuyện. Tôi đã nói với quý vị là mình á, làm sao giúp cho nhau á, yêu nhau là gì? Là thấy được cái xấu của nhau, nhưng chỉ cho nhau cái xấu, cái sai của nhau. Yêu là như vậy. Thương chia sẻ cái thông minh khôn ngoan cho nhau thì mới gọi là yêu thương. Tôi đã nói quý vị là nó có nhiều cái em mờ lắm. Nhưng mà sau này ấy, chúng ta phải biết được rằng á, cái em mờ nào là cái em mờ quan trọng. Thì tôi mới nói quý vị hôm nay, tôi nói này, cái chữ em mờ quan trọng đây là maintenance. Cái này ấy là vô cùng quan trọng. Không phải bán xe VinFast đâu, nhưng mà sau đó đó, sửa chữa thì ở đâu? Maintenance. Nó có tới 13 cái. Chúng ta cứ mỗi một ngày nói về cái điểm chính để chúng ta tập nghe, rồi tập hiểu vấn đề cho nó sâu hơn. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta không có, trước đây làm gì tôi biết được cái chữ mass production supply chain này? Mới đây thằng Trung Quốc nó cắt thì nó mới ra cái này. Thì ngày hôm nay á, tôi xin trả lời với quý vị về vấn đề tượng đài một lần nữa. Một phút rồi. Tôi dạy lính thế này nè. Cầm súng thế chuẩn bị. Bàn tay trái nắm bằng nhựa che tay. Bàn tay phải nắm vào gỗ tay cầm. Ngón tay trỏ để song song với cò súng. Có bao giờ tôi bảo là mày bỏ tay vào trong cò súng không? Mà quý vị nhìn tượng đài Việt Mỹ ngoài đó, vị thấy nó sai hết. Và khi tôi bắt thằng lính mà đi từ cầm cái súng M16 mà leo lên trên cái xe đó, tôi bắt nó bấm băng đạn rơi xuống, xong rồi làm khóa an toàn rồi mới bắt đầu cho thằng thứ nhất leo lên thằng thứ hai. Leo lên lưng lên, đi lên nhanh thế nào. Không được nắm thằng kia, nắm cái nòng súng mà kéo thằng này lên để ngón tay vào trong nó làm một cái rẹt là cái đầu thằng kia nó cũng bể ra luôn. Phải dạy người ta từng kỹ như vậy.
Cho nên á, khi mình trình bày một vấn đề, sau 30 năm nó làm tượng đài rồi, bây giờ tôi mới nói. Nếu là một thằng mà có ý thức thì phải hiểu cái tiền mà đóng góp vào trong này đâu có thể muốn sự làm sao làm, tượng đài là vĩnh viễn mà. Thì sau một cái này ấy, cháu Bảo Trâm nó sẽ cho quý vị thấy lướt qua cái hình ảnh của thủy thủ chiến Mỹ nó đánh vào Hiroshima, tất cả những người mà được dựng cái lá cờ Mỹ khi đánh phát xít Nhật ném hai chiếc bom nguyên tử xuống đời đó, tất cả những người đó là được che mặt hết. Nó vĩ đại ở điểm nó quá đẹp đi, nó tôi đến Washington DC tôi coi nó quá khủng khiếp, mà coi xong người ta muốn chảy nước mắt. Còn đằng này thằng tượng đài Việt Mỹ mỗi thằng nhìn lên mà hướng, mà thằng nào yểm trợ thằng nào không thấy. Đáng lẽ ra nó là một thằng phải cầm đại liên để cho thằng kia bò lên, mình quạt thì thằng kia nó bò bò lên, hai thằng yểm trợ nhau, hai thằng cầm cả hai vì sao, mỗi thằng nhìn một hướng, hai thằng đông lưng vào nhau. Thế không lẽ bây giờ là thế bị tổng nó tấn công hướng nào? Lẽ ra là một thằng phải cầm cái M79, một thằng thì phải cầm M16, hoặc là tệ thì một thằng cầm cây đại liên M60, thằng cầm M79, thế mới gọi là yểm trợ lẫn nhau, tình đồng đội. Ở Laguna Beach, đó là thành phố mà trước khi các bạn tới Newport Beach rồi mới tới Laguna Beach, thì ở đó nó có một cái thành phố rất là dễ thương, trong đó nó có toàn là thư viện với lại điêu khắc rồi vẽ hình chụp hình. Thành phố đó là thành phố giàu nhưng mà nó thuộc về văn hóa. Thì cái thằng bé mà nó tạc cái tượng hình hai ông Việt Mỹ đó, quay mặt ngược với nhau rồi đem cái trái lựu đạn ngược ra ngoài, quý vị nghĩ thằng đó nó ngu à? Đây là những tiểu tiết mà quý vị không bao giờ thấy một người phòng nghiên cứu binh thư trình bày cho quý vị. Một hôm thằng Trịnh Quang Linh, cái thằng mà nó bị đưa tôi đi gặp ông Nguyễn Thanh Sơn, thằng nó liều mà, nó liều nên nó mới giàu. Cái tiệm chụp hình đám cưới của nó giá trị 20 triệu tới 30 triệu đô la. Mà nhà nó ở là nó ở với các bác sĩ giải phẫu thần kinh. Mà tệ nhất là phải đỡ đẻ mới mua nổi cái khu mà nó đang ở. Còn nó cho nó mất cái micro mà thằng lân đầu chọc của phố Hôn Sa TV 5.000 đô la, xin lỗi quý vị, như nó mất cái tàn thuốc lá. Nó chở tôi đi đến Laguna Beach, đây là chi tiết quý vị không hề biết, nó dẫn tôi đi vào ngay cái tiệm mà nó chỉ có bán tượng của cái thằng nhỏ mà nó điêu khắc da, nó tạc cái hai cái tượng Việt Mỹ, chiến sĩ Việt Mỹ đang đặt tại Westminster, tại vì nó giỏi quá cho nên người ta tin nó, giao cho nó. Mà nó xỏ lá ở điểm nó làm hai thằng tượng, hai thằng lính nhìn ngược nhau và trái lựu đạn ngược ra ngoài. Nó không nghiên cứu gì hết, nó làm theo ý nó. Quý vị thấy tuổi trẻ của Mỹ nó kinh khủng không? Quý vị mà đàn áp nó đó, nó không nói đâu. Ông Lê Vũ ông bảo thế này, anh Lập, anh có thấy con của anh hai thằng nó chống lại anh không? Nó đâu thấy đâu. Anh dạy nó hai thằng đều đệ tứ đẳng Taekwondo. Bây giờ có hai thằng này có bao giờ nó học Taekwondo không? Đã anh bắt nó hai thằng nó là học tiếng Nhật với tiếng Tàu, thì chỉ có thằng nó học tiếng Nhật thôi, còn nó thằng hai thằng không thằng nào học tiếng Tàu ấy.
Tại vì tôi lường trước chính phủ Mỹ, những tay đại phiệt tổng thống thượng nghị sĩ giàu nhất nước Mỹ nó đều nuôi bà vú ở cho những con nó từ lúc mới đẻ ra cho đến nó lúc nó 10 tuổi, bà người Tàu đó dạy nó tiếng Tàu. Còn tôi bắt đánh tennis rồi tôi bắt nó đủ thứ ấy, lớn lên nó làm ngược lại. Aikido cũng nó mà học tất cả về cái đá banh hay là bơi ở dưới biển này nọ, tôi đưa nó đi hết á. Đấy là có đứa nào nó làm theo mình hết á. Nó chống đối ngược lại mình mà. Thì cái thằng nhỏ mà quý vị đưa cho nó cả triệu đô la để làm cái tượng đài, nó làm như thế. Phải nó dốt. Nếu nó ngu nó dốt thì làm sao một cửa tiệm riêng tại Laguna Beach? Quý vị phải đến đó, quý vị thấy nó lụm cục đá đâu ngoài núi, nó tạc tạc tạc. Không biết nó làm bao lâu, nó bán 1 triệu đô la. Nó bán 500 ngàn đô la, nó bán rẻ nhất là 100 ngàn đô la mà nó có cái bằng đồng bé xíu nó ghi tên nữa đó. Tôi không cho cái vị tên là quý vị. Những thằng ở đây nó bảo tôi nói dài quá. Tiên học phí hậu quan. Mày đưa học phí đi rồi tao dạy mày sau. Còn bây giờ mày cứ chửi tao như thế này rồi tao lại chỉ cho mày, đây tao chỉ cho mày cửa tiệm rồi mày tới đó mày nhìn mất. Quý vị biết một cửa tiệm đó bé xíu như vậy một tháng mướn bao nhiêu không? Tại sao phố ôn xa tivi á? Cái đường bôn bôn xa bây giờ đó là ngay Magnolia với lại bôn xa trước tượng Trần Hưng Đạo là bây giờ cà phê Trung Nguyên nó ở đó, tại vì không thằng nào trả nổi nữa, để chống 2-3 năm nay rồi cà phê Trung Nguyên nó vào. Thì ở Laguna Beach nó giá mắc gấp 1.000 lần so với phố ở Bonsa này. Thằng bé nó được người Mỹ cái cửa tiệm đó để tượng của nó để nó bán. Nếu mà bán mà một tháng mà bán bức tượng 1 triệu thì chết mẹ thằng chủ tiệm rồi. Phải bán 10 triệu hay là 100 triệu đô la các cái tượng của các họa sĩ và điêu khắc gia mắc nhất thì mới trả nổi cái cửa tiệm đó. Thằng bé đó là một thiên tài đúng không? Đó nó tạc cái tượng đó để nó nói thẳng ra đó. Đó, các bố ngu lắm. Thế giờ tôi biết nó. Tôi và thằng Trịnh Quang Linh biết cửa tiệm của nó. Thế khi đấu thầu và đưa cho nó, thế là tôi, nếu tôi là người mà không đặt cái bẫy để cho cái đám này nó ngu như hôm nay quý vị thấy, sao tôi làm advisor cho nó được? Kính cảm ơn. Chớp ngăn thù.